Sau sự đi ra bỗng nhiên một của Suli, rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đều công bố họ sẽ tạm dừng, quản mọi lịch trình công việc trong khoảng thời gian buồn bã này để tưởng nhớ tới nàng công chúa bé dại nhà. Danh sách các nghệ sĩ có thể kể đến Amber, Sun Jiren Jet, hai thành viên nhóm Lewis, nữ diễn viên Kim Yo Jung, Jung Sik Top, nhóm nhạc Nờ, Fending, Tiêu đều quyết định hủy bỏ tham gia các hoạt động hoặc dời ngày ra Amber. Trong một cốt truyện thế hệ nhất, phía Song Jae-yo cũng đã hủy bỏ lịch trình sự kiện diễn ra vào ngày mai mang tên Summer Photo Can. Phía nhà tổ chức cho biết, vì sự mất mát quá lớn từ làng mạc giải trí, hoạt động chụp ảnh dự kiến thực hiện vào ngày 17 tới đây sẽ hủy bỏ. Được biết hoạt động này đã được phía nhà tổ chức chuẩn bị kỹ càng, tuy nhiên vì vụ việc của Suli, họ đã đưa ra quyết định để tưởng nhớ tới nữ ca sĩ Hàn Quốc. Nguồn, số 1.